Xin chào các bạn, mình là Hồng Ngãi. Thời điểm này là thời điểm cuối năm 2020 và cũng là cái thời điểm mà chỉ còn khoảng hơn chục ngày nữa là kết thúc cái chương trình hỗ trợ lợi ích trước bạ của chính phủ dành cho các dòng xe lắp ráp trong nước. Thì hôm nay thì mình cũng xin phép giới thiệu với các bạn về giá cả và chính sách của một số dòng xe của bên mình để giúp cho các bạn mà có nhu cầu mua xe trong thời điểm cuối năm này để đi Tết thì có thể nắm bắt được cái giá và mua được cái xe với chính sách ưu đãi tốt nhất. Thì đầu tiên mình xin phép giới thiệu các bạn về cái dòng xe là VinFast Nắc A2.0. Thì cái dòng xe này bên mình có 3 phiên bản. Thứ nhất là phiên bản tiêu chuẩn, thứ hai là phiên bản nâng cao và thứ ba là phiên bản cao cấp. Thì hiện tại trong cái thời điểm này thì bên mình có giá của từng bản như sau. Thì thứ nhất mình xin giới thiệu với bạn, như bạn quan sát đây là dòng bản cao cấp. Thì bản cao cấp này hiện tại sau khi mà trừ cái chính sách khuyến mại của bên VinFast mình vào thì giá xe hiện tại đang chỉ còn có 1 tỷ 131 triệu thôi. Và với cái giá này ý, thì khi các bạn mà thanh toán thì bên mình có thể hỗ trợ các bạn là thanh toán bằng voucher trị giá 150 triệu nữa với giá là ưu đãi rất là tốt, có thể tiết kiệm cho các bạn lên tới khoảng tầm là 80 đến 85 triệu tại thời điểm này. Thì như vậy giá xe nó chỉ còn có nhỉnh 1 tỷ một chút. Ngoài ra là các bạn mua xe trong thời điểm này thì còn từ giờ cho đến hết ngày 31 tháng 12 thì các bạn sẽ được tặng thêm một kỳ nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại Vinpearl dành cho 4 người lớn và 2 trẻ em trên các Vinpearl trên toàn quốc. Và cái giá trị của gói nghỉ dưỡng này nó trị giá là 26 triệu. Thì đây là một cái chính sách rất tốt cho khách hàng. Đồng thời là các bạn mua xe trong thời điểm này ấy, thì cái thuế trước bạ để áp dụng cho dòng xe này nó đang chỉ có là 6% đối với Hà Nội và 5% đối với các tỉnh khác thôi. Đây là cái giá rất là tốt và sau hết cái tháng 12 này thì khả năng thuế nó sẽ quay lại thời điểm thuế như tháng 6 trong năm nay, đó là tăng gấp đôi so với bây giờ. Như vậy là cái cơ hội rất tốt để các bạn mua xe. Ngoài ra thì đến tiếp theo là đến dòng xe Nắc A2.0 bản nâng cao. Thì cái bản này bên mình có giá niêm yết nó đang là cái giá mà sau khi trừ hết khuyến mại đi ấy, thì nó đang là 998 triệu 500. Và bên mình cũng hỗ trợ cho khách hàng mà mua voucher 150 triệu để thanh toán với cái giá bên mình sẽ hỗ trợ để kết nối cho bạn nhé. Thì có thể mua được cái giá nó tiết kiệm cho bạn cũng khoảng tầm 80-85 triệu nữa. Thì giúp cho giá xe nó chỉ rơi vào khoảng tầm là nhỉnh 900 triệu một chút. Và cái chính sách về khuyến mại và kỳ nghỉ dưỡng thì nó cũng như là của bản cao cấp. Đó là cũng tặng cho các bạn một kỳ nghỉ dưỡng trị giá khoảng 26 triệu như mình vừa trao đổi. Thuế trước bạ cũng đang chỉ áp dụng là 6% tại Hà Nội và 5% tại các tỉnh khác thôi. Và tiếp theo nữa là bản tiêu chuẩn. Thì cái bản tiêu chuẩn bên mình thì giá sau khi trừ khuyến mại đi ấy, thì nó cũng chỉ còn có là 928 triệu thôi các bạn ạ. Và sau khi trừ hỗ trợ thanh toán bằng voucher thì nó cũng chỉ còn có hơn 800 triệu. Đây là một cái giá cực kỳ ưu đãi cho một dòng xe ở phân khúc E và sử dụng lái rất là tốt với nhiều tính năng an toàn rất là cao. Cũng được tặng một cái kỳ nghỉ dưỡng trị giá khoảng 26 triệu dành cho các bạn mua xe trong tháng 12 này. Đây là cái chính sách mà hỗ trợ và ưu đãi cho khách hàng rất là tốt của bên VinFast. Thì mọi thông tin chi tiết về xe hay giá cả hay là về những cái chính sách hậu mãi sau này của bên VinFast thì các bạn có thể liên hệ với Hồng Ngãi là mình đây với số điện thoại có là 084-897-6666. Thì các bạn hãy ủng hộ cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.